là đừng có chia rẽ thì con hết á. Nhiều khi con hơi bị phân tâm xíu thôi. Thôi con yêu chị định. Là chị kia giữ chưa? Chị định, chị định. Cái này cái khuôn mặt này, cái nét vừa rồi đó là về đây mới đúng nè. Cái phần nhỏ nhỏ da xảo đó. Con mặt nó thánh thiệt chưa? Chị chả có ai mà hơn được Su. Su á nha, có thể hóa thân rất nhiều nhân vật. Đúng. Chạy vô mi. Su là chỉ có là so sánh với một người thôi. Lộ. Trời ơi, cái gì vậy? Đúng là đi. Tan biến mất. Không phải tao hiệu ứng cho dùm em. Tao hiệu ứng là mất tiêu mất. Bà này là xinh đẹp. Đừng có giảo trá. Đừng nghe mà hát như vậy mà nó tha thứ. Bà này là... Quý vị ơi, hóa hay gì mà mới đoạt giải có một tuần thôi mà chặt chém. Trời ơi, người lớn cũng Ôi. Ngoại cho ngoại muốn nuốt con nó nơi. Ai không ba mặt rồi. Bé hoa hồng chặt chém. Trời ơi, mà chứ vậy nó sai sẽ hoa hồng cũ hồng. Đúng có bao nhiêu nữa. Con bé này 22, 23. Bay ơi. Cô hai em nha, nói gì nói thì là hợp tác với nhau. Muốn gì vậy? Thôi, về đội mình đi anh Hưng ơi. Con á, tụi con kiên định lắm. Con là đừng có chia rẽ thì con hết á. Nhiều khi con hơi bị phân tâm xíu thôi. Cái này cái khuôn mặt này, cái nét vừa rồi đó là về đây mới đúng nè. Cái phần nhỏ nhỏ da xảo đó. Con mặt nó thánh thiệt chưa? Đúng rồi, trời ơi, đây, bây giờ mới nói lại nè. Kính thưa quý vị, nhìn nhan sắc của hai đấy, ngoài cháu. Tao nói 1 chín 10. Trời ơi. Nói này, mặt tròn này, thấy không? Nét nào ra nét này, nói chấm thiên hiền. Ác này. Là bởi vì tâm tính của chúng tôi là hiền. Nhưng ác nó để làm gì? Là để giống như đối phó những kẻ. Ác hay hiền cái cổ mà em ghét không vậy nè? Đất không nào? Cái này là sự vất vả của lao động. Không, cái này là nhau của cara. Nhau nhau của cara bé ơi, không biết gì chưa. Sa mạc toàn cát cái đất. Có bao giờ mà tự nhiên đi hành hạ mà nắng đẹp quá. Trong trong mình dễ sợ luôn. Cái sa mạc luôn á sao mà đẹp quá ha. Không ai đi sa mạc mà nó thấy. Đấy, người ta cũng nghi mình. Anh Hưng là ta mạnh sáng. Đẹp bây giờ đơn giản thế thôi. Sáng là sáng có chỗ thôi. Ừ. Sáng có chỗ nhiều hơn. Trời ơi, mặt theo mặt nào đắt đều. Có thứ gì hơn? Con gì nó chui vô cái ống quần. Bóp liền, nó chết ngay từ đó liền. Không ai đi sinh mạng mạnh sáng. Con xanh lá. Đi vô mà cắn miếng chung với chị. Cho miếng chung đi. Chị đang bị kiến cắn. Chị đang bị kiến cắn. Sao không chị? Giờ sao giờ? Thôi đừng giữa công chung chị ơi. Giữa công chung. Nó lộ liễu lắm chị ơi. Rồi xong chưa? Con gì nó chui vô cái ống quần. Bóp đi, nãy giờ Hương không có tham gia câu chuyện được tại do mò nó nè. Bóp nó liền đi, vô đây nè, thấy ra Hương đã trở lại rồi đây. Nó có cuốn gì nãy giờ em tưởng thiệt không? Thiệt có đụng nó bay à. Con gì hả? Nhiều con cái gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chị nhiều chồng mà. Con là đại diện cho
nửa con là một chồng. Nửa con một chồng. Nghe 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 mấy đứa. Ông ơi, ông biết là ai? Bốn tập trước đó. Chưa mới, chưa đâu rồi. Anh hơi theo đội. Đây đây đây, đâu lên nè, đây vừa hết. Yeah, thắng thua không quan trọng. Quan trọng là vui. Quan trọng là em thua. Cái quan trọng là thắng được gì và thua được gì. Là thắng có được gì không vậy? Thắng không được gì cả, còn mình thua mình được lòng dân. Mình thua mình được lòng dân. Trời, tôi là hot, tôi cũng biết thua được lòng dân nữa rồi. Chứ còn gì nữa. Trời ơi, thua khán giả nữa thương. Vì họ biết là mình phải thua chứ không thể nào thắng được. Ủa? Mình không có hy vọng hết không ạ? Sao có nghe tuyệt vọng quá vậy? Nói gì được không hả? Không? Ai thua chứ không thể nào được. Nói là nhục chí liền. Tại vì, có phải nhục chí tại vì kịch bản họ thuê người sản xuất, họ tự sản xuất. À. Còn khách mời họ lựa mới chứ họ không lựa cũ. Họ lựa mới chứ họ không lựa cũ. Đấy, và không đấy rồi. Chẳng mặt là... Cũ rồi luôn lòng đấy, đấy trong khi hai người cũng đâu có phải là người mới. Không biết tại sao mà từ trước đến giờ không phải đứng như thế. Hay. Ngoại là tổ đồng đội. Bây giờ em ấy ngoại rồi hả? Ngoại, không có, em vẫn đứng về phía ngoại. Đại bộ lục đục thôi chứ em vẫn ok. Những lời anh tiếng nói của ngoại. Đâu có bằng những cái miệng lưỡi của trên Facebook của những cái người mà đều chuyên tô xích người khác. Còn những cái nhiều tô xích là tiếng gì này? Tô xích là sai cho người tê. Con trả lời rồi đi. Nó đúng. Dạ. Không, em phát âm lại dùng ngoại. Thông xích. Đấy, thấy chưa? Mày nói là cái gì? Tao dạy cho mà. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Chịt. Em ok. Well. Nắng. Anh Hương vô đây nè. Giờ trước sáng giờ mà mọi người biết em trầm tính ha. Mọi người tưởng hồi giờ hàng Hương trầm tính cho tới khi đi quay. Mọi người, sẵn có thêm 2 con bướm nữa hả? Nửa con, giờ 4 con rồi. Để sợ, 4 con rồi. Chơi à? Hai con là bé bốn. Nhìn kia nó bảo cái này. Nói chẳng hỏi những cái đoạn này. Nói chứ tận tâm cái con chỉ nói ý. Phải chặt không. À đứa nào đi ngoài cái đồ của mình. Để nó coi được bao lâu. Có thấy hình cái lá cờ đó chưa? Ừ. Cờ 6 chữ. Để xem được bao lâu. Mặt tôi ác thì có ác ở ngoài đã. Còn đây mùi rồi. Còn ngoài có ác ra. Thì con kiến là trong lòng người ta không ác. Còn đây ôi trời ơi, trời ơi, chẳng có đen thì ác. Là sao ngoài ác ra. Đó. Ác rồi. Nhưng mà người ta nói là tâm sinh tướng quá ngoài. Thì đó. Làm sao vậy? Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Biết thì đó là cái gì? Là ngoài nhất quán chưa? Ôi. Ôi trời ơi. Trời ơi là trời. Ngoài đó hiểu luôn. Bí văn luôn ạ. Bí văn. Không hề bí. Trời không, ơi. Ác ở ngoài ác ra. Tức là tâm sinh tướng là từ bên trong ra bên ngoài. Cái này là luôn luôn như vậy rồi. Ừ. Không có gì để giấu nữa. Đó. Ác ở ngoài thôi còn trong người ta không ác. Đó. Ủa? Được ác ở ngoài thôi còn trong người ta không ác. Đó. Đúng rồi. Ác mồm ác đi em ơi. Có hiểu đấy không? Có hiểu đấy không? Có hiểu. Lập luận chưa ngoài? Google còn không hiểu đấy mà. Tại vì con đó là con hàm vườn, con hàm hô, con hàm há, hàm hô, hồng hồ. Nó quay tổ, không thể hiểu gì đâu. Đứng trong cánh sông tưởng Phật bà. Phương ơi. Vô đi anh ơi. Sao có cái nón mà em đội thì che lên để cho bụng. Tại vì nói thật với mấy đứa. Có vị khách giả đang xem đài. Tại vì có nhận lời cả bên Thái Lan thì xong cái bữa ổ mình trong 2 tháng trời mà xít cơ. Dạ. Xít một đéo cửa đó rồi luôn nha. Xít cửa xít cửa nhà trung quanh. Cho đèn vô nha, cho đèn vô. Tại vì họ nhận đó. Dạ. Họ tuyển sinh được qua hình ảnh. Dạ. Online. Thì hình ảnh như ngoài đạt. Dạ. Mời qua. Nhìn thấy ở ngoài đuổi về. Nó không giống, nó bạc kỳ quá. Đuổi về cái ngoài buồn, ngoài xà cơ. Xà cơ giờ bụng bự, phải chè. Cậu về ngoài.
Thấy hay không? Từ đầu tới cuối, từ dần tới dậu, từ sáng tới giờ nói được một câu vô cùng hoa hậu. Dạ. Phúc hậu. Dễ thương. Đấy, ai như mày? Tao làm gì như mày? Mày chưa bao giờ nói câu tao đàng hoàng, không bao giờ mà khen tao đẹp. Thôi, thực tế nó không có đẹp lắm hả? Mình nói chi, vậy cho người ta nói là những câu mà làm mình tổn thương. Thì mình nói về xu đi. Ờ, công nhận không đẹp, không đẹp. Hả? Qua đây luôn, qua đây luôn. Đẹp, đẹp. Xu rất xinh, rất dễ thương, rất duyên dáng nha. Mãi tới mặt nói gì mà đi. Chị chả có ai mà hơn được xu. Xu á nha, có thể hóa thân rất nhiều nhân vật. Đúng. Xu là chỉ có là so sánh với một người thôi. Lộ. Trời ơi, cái gì vậy? Đứng lại đâu? Tan biến mất. Không phải tạo hiệu ứng cho dùm em. Tạo hiệu ứng là mất tiêu. Giờ không có ai mà hóa thân bây giờ. Xuất hiện lại rồi. Không có thể nào ai so sánh được Xu Xu. Đúng rồi. Chỉ có lộ đi nè. Ba hôm bảy vé Su Su về lại đây. Mày không ai nữa nói nó tốn tiền làm hiệu ứng dữ lắm. Thiệt á. Đúng rồi. Thấy không, còn cháu nó không biết tiết kiệm nữa. Đúng rồi, cho nên con lồ vừa đứa con làm. Đây là bà tự làm. Trai hoa không ai không. Đúng rồi, ủa cho lồ lồ nó không dễ thương. Đúng rồi, mỗi người có mỗi gu, mỗi người cái hay riêng. Ừ đúng rồi. Su Su rồi, diễn dáng. Đúng rồi. Chịu thương chịu khó, chịu cực. Có đồ cho thuê còn tính tiền. Có nguyên dàn đồ, một kho đồ khủng khiếp là đồ, không thiếu một thứ gì trên đời này. Thưa quý vị, bây giờ tôi phát hiện ra tại sao Đàm Thân mời Su Su làm MC trong cái chương trình này. Nó cung cấp tất cả các đạo cụ cũng như là quần áo, phục trang không lấy tiền. Trời ơi chưa? Nó đút lót để được làm cái MC. Cái này là đính chính, có nghĩa là mời trước khi cho mượn đồ luôn mọi người. Đó là Ân Hân là mời con rồi, sau này mới biết con có đồ. Xong rồi, đáng lẽ là mời con tập hay tập à. Ai ngờ đâu cái đút thêm mấy cái dùng quần áo cái thôi cho làm luôn. Trời ơi, ác ôn. Ta không nên buồn, và không có gì phải buồn, thì chúng ta vẫn không buồn. Nhưng ngoài nói thiệt là cái bộ đồ này là đạo cụ của một kho. Một kho có thể cung cấp cho cả một đoàn phim, đoàn mấy trăm người. Một ngày nó làm mấy trăm triệu con nè. Mày ơi mày. Cái gì? Nó bảo hiểm đâu mà làm cỡ đó mày.